Và sau đây, quý châu xin kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam. Việt Nam đe dọa các blogger. Chúng tôi sẽ cố gắng phân tích về nỗ lực của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam để làm im tiếng các blogger ở trong nước kể từ khi thống nhất đất nước, Bắc và Nam năm 1975, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cai trị sự kiểm soát của các cơ quan truyền thông ở Việt Nam và nhà nước gần như tuyệt đối tuy nhiên các blogger ở việt nam đang coi việc kiểm soát của nhà cầm quyền là một phép thử nhà cầm quyền hà nội đã thử thách các cơ quan truyền thông lệ phải bắt các báo đài này loan tin về các chủ đề và vấn đề mà đảng cộng sản trung quốc đã tuyên bố một cách tràn lan không giới hạn các blog ứng dụng nhắn tin và facebook đều đăng tải những tin mà nếu không bị nhà cầm quyền ép buộc phải loan thì họ sẽ không đăng các blogger đã nhận thấy một sự thật rằng họ có một số lượng độc giả theo dõi rất đáng kể nhiều hơn bất kỳ nước nào khác ở Đông Nam Á người viết blog cũng đã thu hút sự chú ý và sự oai nghi của chính quyền đối diện với một loạt những luật lệ cũ và những luật lệ mới hâm dọa và những phiên xử kín nhiều người đã bị kết án bị bỏ tù và bắt phải im tiếng năm ngoái có 18 blogger và nhà hoạt động xã hội đã bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt giam vậy nhà nước kiểm soát các phương tiện truyền thông như thế nào trong 6 hay 7 năm qua đã có một chiến dịch mạnh mẽ để sách nhiễu, giám sát và trong nhiều trường hợp đã tống giam một số tiếng nói độc lập. Trần Lê Thủy, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Truyền thông giải thích, thực ra không có kiểm duyệt trước khi xuất bản. Thay vào đó, chúng tôi có một mô hình tự kiểm duyệt. Tổng biên tập của tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng là đảng viên của Đảng Cộng sản và cơ quan quản lý nhà nước chỉ định, chịu trách nhiệm kiểm soát nội dung. Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra hướng dẫn về những tin tức, nào nên được cung cấp và làm thế nào. Nhưng đây không phải là các hướng dẫn cứng nhắc và đôi khi các cơ quan truyền thông không có thể thương lượng với nhà nước. Trong thập niên qua, Việt Nam đã chứng kiến sự gia tăng số lượng người dùng Internet. Hơn một nửa trong số 90 triệu người đang sử dụng các phương tiện online. Nhiều người truy cập web thông qua điện thoại của họ và một phần ba người Việt Nam trên Facebook. Việc blog chính trị tuy nhiên là một hoạt động nguy hiểm. Nguyễn Văn Hải là một trong những blogger đầu tiên ở Việt Nam. Ông đã viết blog với bút hiệu Điếu Cây. Và sau khi ông bắt đầu đăng nội dung chính trị, ông bị kiểm soát kỹ lưỡng. Sau những mối đe dọa, hăm dọa và bị 6 năm tù giam, cuối cùng ông bị trục xuất và hiện đang sống lưu vong ở Hoa Kỳ. Ông Hải cho đài Al Jazeera biết, tôi bắt đầu viết blog vào khoảng năm 2006, đăng hình ảnh các chuyến đi của tôi trên khắp Việt Nam trong chuyến đi của tôi tôi rất thấy nhiều người nghèo đói tham nhũng và các viên chức địa phương đã lợi dụng quyền lực của họ vì thế tôi đã chia sẻ một số quan điểm chính trị với bạn bè của tôi luật pháp nhà cầm quyền cộng sản việt nam điều khiển phương tiện truyền thông trực tuyến rất nhiều và mơ hồ kiểm soát internet rất là chặt chẽ với quyền truy cập vào nhiều trang web bị chặn đằng sau những gì đã được gọi là bamboo firewall nội dung trực tuyến được giám sát chặt chẽ cho các bài đăng về các chủ đề chính trị nhạy cảm và nóng bỏng ông nguyễn văn hải nói các vấn đề nhạy cảm theo chế độ nhà cầm quyền cộng sản việt nam bao gồm việc đối xử với những người bị công an bắt giữ ví dụ khi công an đánh chết người tại các đồn công an những câu chuyện này hoàn toàn bị nghiêm cấm và những trường hợp khi nhà nước chiếm đất của nông dân và các cuộc biểu tình của nông dân phản đối nhà cầm quyền cưỡng chế đất đai thông tin này chỉ có thể đến được với người dân qua các blogger sẵn sàng viết về những vấn đề như vậy rất nhiều blogger Việt Nam đã viết trên Facebook và nhà cầm quyền đã theo dõi họ qua những trang mạng đó. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng đã áp dụng biện pháp bị ổi là ngăn cấm không cho các trang web truyền thông xã hội hoạt động một cách tùy tiện. Tháng 5 năm nay, Giám đốc Quản lý Chính sách Toàn cầu của Facebook đã gặp Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông của Việt Nam. Họ đã đạt được một thỏa thuận cho Facebook để phối hợp với các viên chức Việt Nam để hạn chế những tài liệu bị coi là bất hợp pháp và xúc phạm. Riêng đối với các blogger tại Việt Nam, mạng lưới kiểm duyệt ngày càng thắt chặt. Vấn đề là khi các blogger độc lập nổi lên, nhà cộng quyền Cộng sản Việt Nam đã phản công lại và ngày càng nhiều hơn so với các năm 2009-2010, khi nhà cầm quyền vẫn còn chậm chạp trong việc ngăn chặn. Và trong vòng khoảng 6 hoặc 7 năm vừa qua đã có nhiều chiến dịch mạnh tay để sách nhiễu kiểm soát và trong nhiều trường hợp bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bỏ tù một số tiếng nói độc lập Sean Crispin đại diện cao cấp của ủy ban bảo vệ các nhà báo khu vực đông nam á cho biết